Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút cho thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Đây là kênh có thể nói rằng là số 9 của Hoàng Zone rồi. Và hiện nay nhờ sự yêu quý của các bác mà chưa đầy 3 tuần thì đã ăn được là 20.981 lượt đăng ký. Hy vọng rằng là sau clip này thì nó sẽ là 21.000. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tôn chỉ thì vẫn như vậy thôi. Đó là sự thật, niềm tin và cố gắng lan tỏa cái điều tử tế tốt đẹp. Và xin thưa với các bác, quê tôi thì ở Vĩnh Phúc, quê vợ thì ở Vĩnh Yên. À, hiện nay nhà vợ thì đang ở Vĩnh Yên. Quê tôi, quê gốc tôi Vĩnh Phúc. Nếu bác hỏi tôi thì tôi vẫn cứ chia sẻ bình thường thôi. Ngày trước thì ngày xưa là tôi là tại là tỉnh Vĩnh Phú. Tôi cho nên tại sao có chữ điện Vĩnh ở trong nhà tôi làm như thế. Tôi đẻ tại Hoàng Liên Sơn, tức là Yên Bái. Và sau đó thành là Nguyễn Vĩnh Hoàng là Vĩnh Phú với Hoàng Liên Sơn. Hết. Cho nên người gốc của mình là Vĩnh Phúc. Và thật sự mình rất đáng buồn ở Vĩnh Phúc. Bởi vì đợt này căng quá. Căng quá, xin thưa với các bác. Đây là hình ảnh ông Phó Bí Thư của Vĩnh Phúc là ông Phạm Hoàng Anh. Và có thể nói rằng là diễn biến không hay ho gì. Diễn biến này không hay ho gì. Bởi vì hôm nay xin thưa với các bác, công an đã đến nhà. Có như vậy, công an đã đến nhà. Và tôi xin chia sẻ đôi điều với các bác như thế này. Đây là cái có thể nói rằng là hình ảnh mới nhất. Mới nhất. Mình lên hẳn cái báo PLO đi cho nó hoành tráng. Đây là cái hình ảnh mới nhất được đưa đến tờ Pháp Luật online, và các bác có thể thấy rằng là ngay tại trang chủ thì là có nói rằng là công an xuất hiện gần nhà riêng của Phó Bí Thư tỉnh Vĩnh Phúc và như thế này. Theo ghi nhận của Pháp Luật online thì lúc 16 giờ 20 chiều nay thì công an xe biển xanh xuất hiện tại khu vực đầu phố Quang Trung, phường Đông Trang, thành phố Việt Trì, và hạn chế cái việc tiếp cận nhà riêng của ông Phạm Hoàng Anh đó, tức là Phó Bí Thư tỉnh Vĩnh Phúc, và một lãnh đạo của Ủy ban nhân dân phường Đông Trang để cho biết là ghi nhận cái lực lượng này và lực lượng chức năng có tại khu vực nhà của Phó Bí Thư tỉnh Vĩnh Phúc thì thu hút cái sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực và giao thông thì cũng bị ảnh hưởng. Người dân cũng được yêu cầu là không quay phim, chụp ảnh trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trong khi đó, những ngày trước thì việc lưu thông qua con phố này thì diễn ra bình thường và không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Và đến 17 giờ cùng ngày thì lực lượng chức năng đã rút khỏi cái khu vực cả phố Quang Trung. Thế thì đây là khu vực hình ảnh là khu vực nhà riêng của ông Phạm Hoàng Anh. Và ông Phạm Hoàng Anh thì nguyên quán tại Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, tức là cũng thuộc Vĩnh Phú ngày xưa đấy. Thì ông đã từng đảm nhiệm qua nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh Vĩnh Phúc như là tỉnh ủy viên, rồi là giám đốc sở xây dựng Vĩnh Phúc. Tới tháng 9 năm 2017 thì ông Hoàng Anh được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thì chỉ định là bí thư thành ủy Vĩnh Yên và tại đại hội đại biểu đảng bộ Vĩnh Phúc về nhiệm kỳ 2020-2025 thì ông Hoàng Anh là được đại hội tín nhiệm để mà bầu giữ cái chức vụ là phó bí thư của tỉnh Vĩnh Phúc. Năm nay thì ông mới chưa đầy 50 tuổi, là 49 tuổi thôi. Nhiều khi chúng ta gọi là 49 chưa qua thì 53 đã tới. Thì xin thưa với các bác rằng là nó cũng rất là đáng buồn, đúng không? Nhiều khi nó thành cái hạn. Và như các bác thì đã biết thì trước đó vào chiều ngày 8 tháng 3, tức là ngay đúng ngày 8 tháng 3 thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thì đã khởi tố bổ sung vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Và qua đó thì khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam khám xét đối với đương kim bí thư là bà Hoàng Thị Thúy Lan, là bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, và đương kim chủ tịch là ông Lê Duy Thành là phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng với cái tội, đó là cái tội là nhận hối lộ. Và tại buổi họp báo cập nhật mới nhất thì kết quả công tác của Bộ Công an thì vào ngày hôm qua đó thì thiếu tướng Nguyễn Văn Thành là phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thì tức là C03 thì cho biết là đã xác định là bị can Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành đã nhận một số tiền là tương đối lớn. Đấy, nhưng mà nó lớn bao nhiêu thì chúng ta không được rõ. Nhưng người ta nói rằng là lên tới hàng tỷ đồng. Và bước đầu thì các bị can này cũng đều nhận tội và đều nộp lại cái số tiền đó.
Như vậy là không oan nhá, không oan nha các bác, và đều nhân lại số tiền đó. Và ở đây á, chúng ta lại thấy thêm một cụm từ tôi hay chia sẻ với các bác rằng là công an họ dùng dùng từ chuẩn lắm, chuẩn lắm. Ví dụ các bác nhìn vừa rồi á, thì các bác thể thấy rằng là hôm qua Bộ Công an á, Duy Thành, ông Thành cũng nói với câu rằng là hậu pháo là dùng những cái thủ đoạn là lũng đoạn, chi phối, gây sức ép đối với các ủy viên thường vụ. Thực tế thì công an đã bắt rồi, đã bắt là bà đương kim bí thư rồi, cũng là ủy viên thường vụ, bắt là ông Lê Duy Thành thì cũng là ủy viên thường vụ, là chủ tịch. Thế nhưng mà tại sao lại không nói hai cái người này ra, thì tức là khả năng là còn nhiều người gây sức ép người ủy viên thường vụ. Và ông xin thưa với các bác là ông Phạm, xin thưa với các bác thế này, đó chính là cái việc mà ông Phạm Hoàng Anh ấy, thì ông có xuất thân là sở xây dựng, và cái công việc chính của bên tập đoàn Phúc Sơn thì nó cũng là liên quan tới cái việc mà xây dựng. Xây dựng, chính vì thế cái câu chuyện ở đây á, là cái câu chuyện rằng là liệu rằng Vĩnh Phúc còn ai nữa ở đây đó, liệu rằng Vĩnh Phúc còn ai nữa ở đây, và đó là cái câu hỏi, là cái dấu hỏi rất lớn. Như vậy thì chúng ta nhìn qua các công tác của tập đoàn, nghĩa là chung nhìn qua những cái việc mà tập đoàn Phúc Sơn làm và những cái công bố mới nhất của cơ quan điều tra, thì chúng ta cũng không khó để mà chúng ta suy đoán rằng là có thể có nhiều bị can là lợi dụng chức vụ quyền hạn ở đây. Ở đây chúng ta có thể thấy những lãnh đạo đầu đầu tỉnh như là ông Lê Duy Thành, như là bà Hoàng Thị Thúy Lan, có thể chăng như công an là có thể chăng là liên quan đến cả ông Phạm Hoàng Anh nữa, là phó bí thư của tỉnh Vĩnh Phúc nữa, cũng là quê tôi, từng ra quê tôi là cũng có cả Phú Thọ nữa. Cho nên ở lúc này là ở Việt Trì, tôi ở Thanh Ba, thì cũng buồn đúng không, toàn dính đến quê mình mà thôi. Rồi trên chỗ tôi là Lào Cai nữa, nhưng mà nói là tiêu cực thì là như thế, là mình buồn là như thế, nhưng tích cực thì có thể rằng là tỉnh tôi là sạch hơn, nghĩa là không phải là sớm sạch hơn so với cả các bác. Là nhiều bác trên kênh bảo rằng là tỉnh tôi vẫn chưa thấy, ở thế thì quét nhà thì bây giờ quét tỉnh Lào Cai, quét tỉnh Vĩnh Phúc trước đi, thì là thành ra cái tỉnh đấy nó được quét để sạch trước, thế còn chỗ kia chưa quét thì có thể là sau này mình mới tới đúng không. Thế thì qua cái việc mà công ty tập đoàn Phúc Sơn ấy, thì các bác có thể thấy rằng là nó có những cái mối liên hệ nhất định, ví dụ liên quan đến thuế này, ví dụ liên quan đến xây dựng này, rồi thậm chí là có cả những công trình giao thông này vân vân, thì có thể chăng ở trong mối quan hệ đấy. Nhưng ở đây ấy, cái mà tôi quan tâm nhất trong vụ tập đoàn Phúc Sơn là gì, đó chính là anh Hậu, gọi là Hậu Pháo, đã dùng thủ đoạn gì để mà lũng đoạn, để mà chi phối và thậm chí là gây sức ép được. Nói rằng anh lợi dụng một cán bộ lãnh đạo nào đó thì đấy cũng chỉ là cái mà luật ngầm với nhau. Thế nhưng mà thật sự với các bác một cái điều rằng là dùng ông đó để mà gây sức ép thì cũng chỉ ép được một phần. Nhưng người ta mà quyết tâm người ta không làm thì cũng không thể nào mà ép được. Và đó kiểu như là đấy là mối quan hệ nể anh nể em để mà làm thôi. Chứ còn dùng mà để mà lũng đoạn chi phối thì đấy là cái cụm từ khác. Là tức là tôi bảo gì phải nghe. Và cái điều này là cái điều mà hôm trước có một bác ấy nhớ, cái bản thân tôi cũng không nhớ. Bác ấy comment rằng là Hoàng Dôn có nhớ rằng là ngày trước có một trong cái buổi live stream thì Hoàng Dôn cũng có nói cái chuyện là một trong những cái mà được doanh nhân người ta thích thú nhất, nhiều khi nó không phải là kiếm tiền đâu, mà là cái cảm giác được thao túng quyền lực. Ở đây thao túng quyền lực tức là gì? Tức là một vị lãnh đạo có chức có quyền, anh tưởng anh có quyền, anh muốn làm gì thì làm. Thế nhưng mà anh lại bị chi phối và thao túng bởi một vài cái doanh nhân nào đó. Thì cái cảm giác của một người ấy, tôi chả có chức có vụ gì, tôi chả có quyền có gì cả, nhưng mà tôi chi phối được. Ví dụ như ông phó bí thư tỉnh ủy, tôi chi phối được ông giám đốc sở, tôi chi phối được và tôi lũng đoạn được những ông đấy. Thì tức là cái cảm giác rằng là mình, cái quyền lực của mình á, mặc dù nó chả được ở đâu ghi, nhưng mà mình có một cảm giác sung sướng là mình chi phối được họ và bắt họ phải làm theo ý mình. Chính vì thế nó mới nở ra cái nó gọi là mafia. Và cái thủ đoạn lũng đoạn chi phối của Hậu Pháo thì thật sự với các bác rằng là không ai biết tên đến tập đoàn này, rất ít người biết, nhưng đến bây giờ khi biết thì thật sự là pháo nổ rất to.
và chúng ta còn chưa biết là cái sức công phá của hậu pháo đến đâu. À, chắc là với công an như thế này thì tôi nghĩ rằng là trong một vài ngày tới thì chúng ta sẽ biết được tin về ông Phạm Hoàng Anh. À, cơ quan báo chí chính thống thì chưa đưa tin là ông là bị bắt hay không, nhưng công an đã xuất hiện như vậy. Cùng với cả việc ông vắng mặt trong một vài cuộc họp gần đây, và đặc biệt là cuộc họp quan trọng, thì thật sự người dân rất muốn biết rằng là ông hiện nay đang ở đâu và như thế nào. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.